tiếp tục một chiếc ghe mới vô để chở cá nữa nha các bạn. Chủ ao cá đó đi lên tơn vậy. Thì ao cá rất là rộng nha các bạn, kéo bữa nay là ngày thứ hai rồi đó, nhưng mà cá cũng còn rất là nhiều nha. Ngày hôm qua kéo hình như là 50 tấn hay gì rồi, bữa nay nữa không biết bao nhiêu tấn nữa đây. Thì cái ao cá này á, lúc trước mình có quay những clip mà nói cá ăn như mưa hoặc là cho cá ăn như mưa vậy đó, thì là cái ao cá này tới bây giờ mới xuất ra để bán nha. Nuôi cũng khá là lâu nhưng vì do dịch bệnh và cá nó mắc giá lắm các bạn, giá chỉ còn lại 18.000 mấy trăm đồng mà, hình như là 18.500 đồng một ký vậy đó. Giá cá cũng còn khá là rẻ nha. Thì cá bắt đầu gánh xuống với cái chiếc xuồng mới rồi các bạn ơi. Rồi một lỗ một cái bực dám gắt lắm mà cái bực đó mà nghe nó cái bực à.
lấy rồi giờ hết rồi. Cá nhảy quá trời luôn các bạn ơi. Tình hình này thì kéo bữa nay chắc chắn sẽ không rồi. Và ngày mai thì mới rồi quá. Có một anh té rồi. Bứt cái này à. Bứt cây chuối. Đang phân lưới cá tiếp nữa nha các bạn. Cũng còn rất là nhiều ha. Chú này đang phân lưới dài tới nè các bạn. Thế là xong một mẻ lưới xúc cá trong kia đó. Giờ chú này cứ phân dài tới nha. Thank you.
Cá nó nhảy văng nước quá trời luôn các bạn ơi, cứ như là một cơn mưa. Tình hình là như thế là mấy cái anh mà xúc ở dưới là con mắt nó gạt gạt hết trơn luôn á, vì nước nó văng trúng vào con mắt đó các bạn, sẽ gạt lắm. Hãy
Thì cuối cùng một ngày căng cá đã xong nha các bạn. Cái này tiếp tục ngày mai căng tiếp nữa. Và từng giọng thư anh sao em buồn nè. Và thôi, video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn vào like, đăng ký chuông để ủng hộ kênh mình nha. Và thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.